Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một số những cái tài liệu mà chúng ta thường hay nhìn ở trên Crypto Coin và hôm nay thì thường không có muốn chia sẻ nhiều những cái tài liệu mà chúng ta nhìn vào hàng ngày tại vì các bạn thấy là thông tin hôm nay thì cũng tương tự như là ngày hôm qua. Các bạn có thể nhìn thấy một số những cái chỉ số như là các bạn sẽ thấy được là để thường chia sẻ on chain data đi thì chúng ta nhìn vào bao nhiêu đồng bịch không được nạp vào thì các bạn thấy là tình trạng cũng giống như ngày hôm qua. Các bạn thấy được là ngày hôm nay đó ngày 6 tây thì có 94,94 ngàn 94, Bitcoin được nạp vào trên sàn Mà cái số lần rút ra đã lên tới 97,47 ngàn Bitcoin Có nghĩa là chúng ta thấy trong 7 ngày qua đó Thì có 519 ngàn Bitcoin được nạp lên sàn Nhưng mà rút ra là tới 548 ngàn Bitcoin Có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy tình trạng là Bitcoin Được thu mua và đem ra khỏi sàn Lên tới là chúng ta đã mất đi 28 ngàn Bitcoin Trong vòng chỉ có 7 ngày mà thôi Có nghĩa là tình hình Bitcoin trên sàn đó Vẫn tiếp tục gặp cái trường hợp là không đủ Bitcoin khiến cho gây áp lực đối với giá cả và các bạn nhìn vào hoạt động của những cá voi đi thì các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua đó thì cái số lượng bịch không được nạp vào những cá voi trên những sàn đó là lên tới 186 000 và cái số được rút ra là lên tới 271 000 có nghĩa là chúng ta thấy được là cái tỷ lệ hoạt động của cá voi đó thì trong cái con số là các bạn thấy 519 000 nạp vào này thì trong con số đó chỉ có 36 phần là đến từ những ví của những cá voi mà thôi và chúng ta thấy được là rút ra là 548 ngàn thì có nghĩa là chúng ta thấy là 47,95% là được rút ra từ những cái ví của cá voi có nghĩa là chúng ta thấy được là hoạt động của cá voi bây giờ vẫn tiếp tục đang gom hàng ở trên thị trường khi mà chúng ta nói tới Bitcoin thì bây giờ chúng ta hãy nói tới cái thông tin liên quan tới MPI đi thì MPI chính là cái tỷ lệ mà thợ đào bán như thế nào và chúng ta muốn thấy tỷ lệ thợ đào bán là mạnh đó là một cái dẫn chứng cho chúng ta thấy được là thị trường đang rất là tốt thì chúng ta thấy được là trong vòng ngày hôm nay thì cái chỉ số đó là 2,71 thì 2,71 là hơn 2 có nghĩa là các bạn thấy là chỉ cần chỉ số là hơn 2 thì có nghĩa là thời đào đang bán rất là nhiều thì bây giờ chúng ta hãy nói tới cái chỉ số minor position index có nghĩa là MPI thì là cái chỉ số cho chúng ta điều được thời đào bây giờ đang bán mạnh như thế nào thì chúng ta thấy là chỉ số này nếu như mà trên con số 2 đó có nghĩa là thời đào đang bán mạnh và chỉ số này bây giờ là 4,15 ngày hôm nay và trong dòng các bạn thấy là trong cái thời gian là 7 ngày qua thì trong vòng 7 ngày đó thì chúng ta đã thấy cái hiện tượng là 6 trong 7 ngày thời đào đã bán mạnh rồi và chúng ta muốn thấy hiện tượng này tại vì sao? Tại vì thời đào bán mạnh là một cái dấu hiệu cho thấy là thị trường đang rất là mạnh về cái sức mua. Tại vì thời đào lúc nào cũng muốn bán khi mà họ nghĩ là thị trường cái nhu cầu mua mạnh để cho họ bán có giá cao và các bạn thấy là trung bình 7 ngày qua thì chỉ số này là 3,21 có nghĩa thời đào đang bán rất là nhiều và các bạn cũng đã thấy là thời đào bán nhiều giá vẫn tiếp tục tăng đây là một cái tài liệu cho các bạn thấy được là cái nhu cầu mua bịch không bao giờ đã đang mạnh như thế nào chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu tương tự nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào Ethereum đi thì các bạn thấy được chúng ta sẽ nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum inflow và outflow nghĩa là cái số lượng Ethereum được nạp vào trong sàn và rút ra thì như thế nào thì các bạn đã thấy được là cũng tương tự như là ngày hôm qua chúng ta nhìn vào ngày hôm nay thì có 454.000 Ethereum được nạp vào và rút ra thì lên tới 628.000 Cho các bạn thấy được là trong thời gian 7 ngày qua đó 7 ngày qua thì các bạn đã thấy là tổng cộng chúng ta có 3 triệu Ethereum được nạp vào và rút ra là tới 3,4 triệu Ethereum có nghĩa là chúng ta thấy được đã có 405 000 Ethereum được mất đi có nghĩa là Ethereum đó, thì cái tình trạng mất đi trong vòng 7 ngày qua đó là mất đi tới 13% trong khi Bitcoin đó, trong vòng 7 ngày qua thì bị mất đi là 5,51% có nghĩa là chúng ta nó mất đi đây có nghĩa là cái số lượng Bitcoin có trên sàn và cái số lượng người tên có trên sàn đó đã từ từ bị mất đi có nghĩa là sao có nghĩa là người ta mua và người ta rút ra khỏi sàn khiến cho cái số lượng có trên sàn bị giảm đi và khi mà nguồn cung bị giảm mà nguồn cầu tăng thì các bạn có thể tưởng tượng được là tình trạng gì xảy ra đó chính là tình trạng chúng ta thấy giá cả tăng một cách không kiểm soát được tại vì cái nguồn cầu nhiều nhưng mà nguồn cung không đủ người ta mua và cứ rút ra khỏi sàn khiến cho chúng ta thấy tình trạng này và đây là những cái thông tin liên quan tới on chain mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những cái thông tin mà chúng ta nhìn vào thông thường nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái tình trạng cũng vậy thôi các bạn nhìn vào Ethereum Exchange Reserve đi Có nghĩa là cái đường màu đỏ này cho chúng ta thấy được là bao nhiêu Ethereum còn trên sàn Và cái đường màu đen là giá của Ethereum Thì các bạn đã thấy là cái đường màu đỏ đi xuống Cái đường màu đen đi lên thẳng luôn Thì các bạn được đầu tháng 5 chúng ta có tới 14 triệu Ethereum trên sàn Nhưng mà cho tới thời điểm của ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có 11 triệu item trên sàn mà thôi có nghĩa là Ethereum đang gặp tình trạng rất là khan hiếm người ta mua thì tại sao lại rút ra khỏi sàn tại vì có thể người ta rút vào ví cá nhân có thể người ta tham gia vào staking của Ethereum 2.0 có thể người ta sử dụng với những cái ứng dụng DeFi để yield farming vân vân đây là lý do còn chúng ta nhìn vào cái tài liệu tương tự liên quan tới Bitcoin đi thì các bạn sẽ thấy được là cái tình trạng cũng tương tự nhưng mà Bitcoin đó thì À, hồi tháng 2 của năm 2020 thì đã bắt đầu có cái dấu hiệu là Bitcoin bị khăn hiếm trên sàn Thời gian gần đây thì các bạn thấy nó đã ổn định hơn Nhưng mà chúng ta thấy được là tính hàng ngày, ngày qua ngày thì vẫn còn Bitcoin đi mất đi Và trong vòng 7 ngày qua đã mất thêm 5% Bitcoin rồi Có nghĩa là tình trạng thì cũng tương tự thôi Thực sự mà nói là tôi chia sẻ những cái thông tin này với các bạn đó Có thể nói là cả tháng này rồi Thì chúng ta thấy tình hình thì nó cứ như vậy thôi Và các bạn thấy là giá cả thì cứ tăng lên và tăng lên cho nên nếu như mà các bạn rút được một cái thông tin gì trong cái video này thì đó chính là tình hình trên những cái sàn bây giờ đó thì Bitcoin tiếp tục thu mua và bị lấy ra khỏi sàn nhưng mà tốc độ không nhanh bằng Ethereum đang gặp cái trường hợp là bị rút ra khỏi sàn một cách nhanh kinh khủng đó là cái tình hình bây giờ đó là lý do tại sao mình rất là tin tưởng vào giá tương lai của Ethereum thì với cái mức giá là gần 37.000 đô các bạn thấy là tổng số vốn hóa của Bitcoin đó, bây giờ đã ở mức là gần như là 684 tỷ thì cái mức này là lớn cỡ nào để các bạn thấy một cái sự so sánh để các bạn dễ hiểu hơn là vốn hóa Bitcoin bây giờ lớn cỡ nào thì chúng ta nhìn vào những cái sự so sánh với lại những cái tài sản, những cái chứng khoán mà có cái vốn hóa cao đi các bạn thấy đưa được trước hết chúng ta nhìn vào vàng đi, có thể nói là vàng đứng đầu với tổng số vốn hóa bây giờ ước tính đã lên tới 12,2 nghìn tỷ. Trước đây thì chúng ta hay sử dụng con số là 10 nghìn tỷ cho nó dễ nhưng mà các bạn thấy được là chứng đoán bây giờ thì tổng số vốn hóa của vàng đã lên tới 12,2 nghìn tỷ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là 10% của vàng thôi thì Bitcoin đã hơn 50.000 đô rồi. Tại vì chúng ta thấy được là với cái tình hình này thì 10% của vàng là Bitcoin sẽ lên tới cái mức là 60.000 đô. Cho nên đây lý do tại sao mà các bạn thấy được là chỉ một phần tiền nhỏ của thị trường là tin tưởng Bitcoin như là vàng điện tử thôi thì Bitcoin có thể dễ dàng đạt được cái mức là 60.000 đô, thậm chí là hơn con số đó. Nhưng mà các bạn thấy được là đứng thứ nhì là Apple, công ty Apple với 2,15 nghìn tỷ và các bạn thấy là Saudi Aramco là với tổng số vốn hóa là 2,04 nghìn tỷ. Microsoft với tổng số vốn hóa là 1,6 nghìn tỷ, Amazon tổng số vốn hóa là 1,5 nghìn tỷ, Silver có nghĩa là bạc đứng hạng thứ sáu với tổng số vốn hóa là 1,498 nghìn tỷ, nghĩa là gần như là 1,5 nghìn tỷ, Alphabet có nghĩa là công ty mẹ của công ty Google đó là 1,17 nghìn tỷ, Facebook 749 tỷ, Tesla 716 tỷ, Tencent. 692 tỷ và đứng thứ 11 bây giờ là Bitcoin với tổng số vốn hóa là 684 tỷ. Các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ đã gần như là đứng vào quay hạng top 10 Cùng những cái công ty, những loại tài sản mà có nhiều vốn hóa nhất. Các bạn thấy là Bitcoin đã đi một chặng đường rất là xa và Bitcoin bây giờ đáng giá hơn rất nhiều những công ty mà trước đây đã từng chỉ giúp Bitcoin như là các bạn thấy là Jack Ma là một trong những người mà không thích Bitcoin nhưng mà Bitcoin bây giờ tổng số vốn hóa đã hơn cái công ty Alibaba 589,41 tỷ Đã cao hơn cái công ty của Warren Buffett Berkshire Hathaway 540,57 tỷ uh, TSCM 513 tỷ Samsung chỉ có 487 tỷ mà thôi Thua xa Bitcoin Và các bạn thấy được, Visa Một trong những cái công ty mà trước đây Là những người trong trường này ước gì mà Bitcoin có thể đạt được Cái vốn hóa như là Visa Đã vượt qua cả Visa rồi Công ty Visa chỉ có 468,7 tỷ mà thôi Johnson Johnson là 420,75 tỷ, Walmart 414 tỷ, JP Morgan như là ngân hàng Chase đó, là 400 tỷ Cho nên tổng số hóa của Bitcoin bây giờ đó là rất là cao Nhưng mà nhiều người nói là cao như vậy thì Bitcoin còn bao nhiêu cao có thể đạt được nữa Thì chúng ta có thể thấy là Bitcoin bây giờ là chỉ không bằng phân nửa Cái tổng số hóa của bạc là 1,4 nghìn tỷ Cho nên Bitcoin giá tăng gấp đôi đó thì các bạn thấy là vẫn chưa có đụng được Tới là thị trường bạc chứ đừng có nói tới đây thị trường vàng tới 12 phải 22.000 tỷ cho nên chúng ta vẫn còn cái khoảng cách rất là xa Nếu như Bitcoin đạt được 20% của thị trường vàng thôi Thì các bạn có thể thấy được là Bitcoin đã qua 100.000 đô rồi cho nên chúng ta không cần phải đạt đến cái mức của thị trường vàng Chỉ cần đạt đến 2% thôi Thì đã đến cái giá đó Nhiều người thì sẽ nói là chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa của Bitcoin Nó là một cách tính sai lầm Tại vì Bitcoin khi mà bán thì giá sẽ nhanh chóng đi xuống Chúng ta không thể tính cái số này được Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là tất cả những cổ phiếu cũng vậy thôi Các bạn thấy đưa là công ty Berkshire Hathaway đi của Warren Buffett Đáng giá là 540 tỷ Thì khi mà mọi người bắt đầu là bán công ty Berkshire Hathaway bán cổ phiếu đó thì vừa bán các bạn sẽ thấy được là sẽ bắt đầu dẫn đến việc là cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway sẽ xuống giá cho nên các bạn thấy được là tài sản nào cũng vậy thôi hay là công ty nào cũng vậy thôi chứ không như là Bitcoin khi các bạn bán thì đương nhiên là cái giá các bạn nhìn thấy trên màn hình đó sẽ đi xuống cái tổng số hóa các bạn thấy trên màn hình bây giờ cũng sẽ đi xuống tại vì càng bán thì giá càng xuống cho nên về phương diện đó Bitcoin với là những cái chứng khoán này cũng không gì gọi là khác biệt Bitcoin bây giờ chỉ đứng sau lưng công ty Tencent công ty Tencent mà không biết là một công ty của Trung Quốc mà sản xuất rất nhiều những cái game các bạn hay chơi đó và đương nhiên đứng sau lưng Tesla nhưng mà với cái sự tăng trưởng này thì tôi thấy là không lâu thì Bitcoin sẽ vượt qua khỏi công ty Tencent và công ty Tesla thì bây giờ chúng ta hãy nói tới một người tên là Kelly Loeffler thì Kelly Loeffler là cái người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó Kelly Loeffler hiện bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ ở thượng viện của tiểu bang Georgia thì Carol Loeffler đã không thành công khi mà cô ta ra để mà ứng cử trở lại cho chiếc nghị sĩ của mình Cuối cùng thì Carol Loeffler, một người của đảng Cộng Hòa đã thua cho một người của đảng Dân Chủ Thì có hai điều Thượng muốn chia sẻ với các bạn Tại vì thông tin này các bạn thấy là ngay cả trang web Coindesk cũng nói thông tin này Thì tại vì sao? Tại vì Carol Loeffler đó bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ Nhưng mà trước đó Carol Loeffler là CEO của một cái sàn mà nhiều người cũng biết tới Đó chính là sàn nào? Đó chính là sàn BAC sàn bác này là một cái sàn mà cho giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin cũng như là các bạn thấy là ngoại trừ hợp đồng tương lai ra thì có một số những cái sản phẩm cho người tiêu dùng sử dụng Bitcoin thông qua cái hệ thống bát với những cái đối tác và trong đó một đối tác mà nhiều bạn quen thuộc đó chính là Starbucks thì chúng ta thấy là Kerry Loeffler cũng là một người mà có sự kết nối với lại thị trường crypto và sàn bác này là sàn thuộc công ty mẹ của sàn NYSE như là sàn chứng khoán của New York là công ty ICE, ICE, là công ty của chồng của Kelly Loeffler thì các bạn thấy được là Kelly Loeffler đã không thành công để mà giữ được cái chức vụ là nghị sĩ của tiểu bang Georgia cho đảng Cộng Hòa thì điều này có nghĩa là chúng ta đã bị mất đi một trong những người mà có thiện cảm một người bạn của riêng crypto này ở Thượng viện thì chúng ta chỉ nói riêng về cái sự ảnh hưởng đối với riêng crypto mà thôi tại vì các bạn thấy là về cái phương diện chính trị hay là về những cái scandal liên quan đến Carrie Loeffler và chồng của bà ta đã bán đi một số những cổ phiếu khi mà nghe thông tin nội bộ liên quan tới cái sự bùng nổ của dịch bệnh. Chúng ta không nói tới những điều đó, chúng ta chỉ nói riêng về cái sự ảnh hưởng đối với thị trường crypto mà thôi. Và một điều khác nữa thì các bạn thấy được là khi mà Carrie Loeffler và cùng với một người nữa, đó chính là một người của đảng Cộng Hòa cũng không thành công để mà giữ được cái chức nghị sĩ, đó chính là David Perdue. Thì đây có nghĩa là đã cho đảng Dân Chủ. Bây giờ chẩn đoán đảng Dân Chủ đã có thể là nắm được một phần quyền kiểm soát của thương viện. Có nghĩa là các bạn thấy được là hiện bây giờ thì nếu như mà chẩn đoán này là chính xác thì thương viện sẽ bị chia ra làm 50-50. Nghĩa là 50 của đảng Dân Chủ, 50 của đảng Cộng Hòa thì nghĩa là về Nhưng mà khi mà một vấn đề nào đó mà trở thành cái hiện tượng là 50 bỏ phiếu là cho qua, 50 phiếu là không cho qua thì có nghĩa là hai bên bằng nhau. Thì lúc đó phó tổng thống sẽ là người mà quyết định bên nào có thể là được thông qua các bạn thấy được là nếu như mà tình hình bây giờ thì hầu như là chắc chắn là Joe Biden sẽ trở thành tổng thống thứ 46 và các bạn cũng đã biết là Kamala Harris sẽ là phó tổng thống thì chúng ta thấy được là nếu như mà điều này thực sự xảy ra thì chúng ta sẽ thấy là đảng Dân Chủ cũng sẽ nắm luôn cả Thượng viện đây là một điều mà chúng ta chỉ nói riêng về cái sự ảnh hưởng đó với thị trường tài chính mà thôi tại vì về cái phương diện chính trị thì có rất nhiều người sẽ có nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà tình hình bây giờ thì các bạn thấy được là điều này có nghĩa là sẽ làm ảnh hưởng đến một số điều thứ nhất nữa là liên quan đến luật được thông qua và các bạn thấy được nếu như mà thượng viện hạ viện và tổng thống cùng một đảng thì luật sẽ được thông qua rất là nhanh và những luật này có thể là nhiều luật không tốt đối với thị trường tài chính cho nên về cái phương diện đầu tư đó thì người đầu tư không thích cái việc mà cộng hòa không bị chia đôi lúc nào người đầu tư cũng thích là cộng hòa bị chia ra làm hai đảng hết có nghĩa là thượng viện được nắm bởi một đảng còn hạ viện bị nắm bởi một đảng để cho khi mà chúng ta thấy một cái luật nào đó không được tốt thì sẽ có bên kia kèm lại khiến cho thị trường khó nên thời gian để mà chuẩn bị chứ nếu như không thì các bạn thấy là luật có thể là thông qua rất là nhanh và những cái luật mà nhiều người lo lắng bây giờ đó chính là nếu như mà thượng viện hạ viện cũng là của đảng dân chủ và tổng thống cũng vậy thì có thể dẫn đến những cái vấn đề như là chính sách thuế có thể được thông qua rất là nhanh và có thể làm ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường tài chính và ngay cả việc là nội các của joe biden là ai thì nếu như mà thượng viện không được kiểm soát bởi đảng cộng hòa thì cũng khó để mà can thiệp vào giống như các bạn thấy được là một trong những người mà joe biden đã chọn để mà ra giữ chức bộ trưởng bộ tài chính đó chính là Janet Yellen. Janet Yellen các bạn có nên nhớ trước đây là chủ tịch của Fed, cục liên quan của Hoa Kỳ. Thì đây là cái tình hình liên quan đến sự ảnh hưởng của chính trị đối với cái thị trường tài chính và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đối với thị trường crypto này. Tại vì các bạn thấy là crypto bây giờ đã trở thành một phần của thị trường tài chính khi chúng ta nói tới những thị trường như là Bitcoin hay là Ethereum cho nên chúng ta cần phải nắm được một số những thông tin đó cũng là lý do tại sao mình tôi muốn chia sẻ thông tin này với các bạn và đây những cái thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này và những bạn nào mà đang tìm kiếm những cái sàn giao dịch hay là đang tìm hiểu những cái dịch vụ liên quan đến thị trường này kỹ thuật số các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn tham gia những dịch vụ này thì có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây để đăng ký vào group nhận hỗ trợ bên thùng capital sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn cho là những thắc mắc khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này những dịch vụ bao gồm các bạn thấy là sàn margin fx đây là một sàn margin mà có thể nhiều bạn cũng đã sử dụng hơn một năm qua và sàn này hiện bây giờ là không hỗ trợ us trader nhưng mà những nước khác thì vẫn hỗ trợ có nghĩa là vẫn hỗ trợ quốc tế trong đó bao gồm có việt nam và một số quốc gia khác sàn mt cũng là một cái sàn margin nhưng mà có hỗ trợ copy trade như là các bạn có thể là copy những trader khác và sàn mt này có hỗ trợ us trader bây giờ có nghĩa là hỗ trợ us trader và những cái trader quốc tế thì các bạn có thể nhận được cái bonus bây giờ từ đây cho đến cái ngày là ngày 21 tây tháng 1 thì các bạn có thể nhận được cái bonus lên tới 410 đồng tether những chi tiết sẽ ở phía dưới cái video này để các bạn tìm hiểu rõ ràng hơn hay là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn lớn như là sàn Binance quốc tế thì các bạn tham gia vào sàn Binance.com các bạn đăng ký thông qua link của thùng cap được các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch spot như này giao dịch thông thường và các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch futures các bạn có thể bấm vào 1.2 cái link trên màn hình và có thể nhận được ưu đãi cho cả hai các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link mà thôi các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot thì các bạn sẽ thấy được là cái kickback rate là 20% nghĩa là các bạn sẽ được hoàn 20% khi mà các bạn sử dụng link của thuận capital các bạn có thể tham gia vào những cái sàn như là sàn binance us sàn binance com các bạn cũng đã biết là bây giờ là không hỗ trợ us trader nhưng mà Binance US là hỗ trợ US trader và sàn Margin Bybit các bạn sẽ được giảm cái phí giao dịch tháng đầu tiên và các bạn sẽ nhận một số bonus khi mà tham gia sàn Coinbase, một sàn mà có thể là ai cũng biết. Đây là một sàn mà hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia, chỉ đáng tiếc là bây giờ vẫn chưa hỗ trợ Việt Nam. Đây là một cái sàn mà rất dễ sử dụng cho những người mới. Các bạn có thể được tặng 10 đô la sau khi deposit 100 đô và có cái trade đầu tiên và các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi một dựng landing từ một công ty mà rất nổi tiếng các bạn cũng đã biết là đây là một công ty mà được rất nhiều những cái đối tác như là Coinbase, Gemini vân vân các bạn có thể tham gia vào những BlockFi để có thể nhận lại hàng tháng khi các bạn nạp những đồng như là Bitcoin, Litecoin vân vân và bây giờ là có cái chương trình ưu đãi lên tới 250 đô la bonus khi các bạn deposit tiền vào những BlockFi và cuối cùng là Crypto Khoan cho bạn có thể biết đây là một cái trang web dữ liệu phân tích on chain mà thường thường hay sử dụng nhiều bạn thường hay hỏi thuận về cái link liên quan tới crypto khoan này thì những bạn nào mà có thú có thể là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái chi tiết liên quan đến dịch vụ mà thuận mới vừa chia sẻ với các bạn và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn